qua năm Thìn rồi mấy em sẽ biết, biết máu đổ thịt dơi nghe mấy cưng. Nhưng mà nội năm này cũng eo ọt lắm rồi cưng ơi, Bến Dần nhiều chỗ bơ dơ rồi, Bến Dần tập bệnh xiết bao rồi, Bến Dần đa bệnh lại còn đa binh rồi. Ông nói cái năm Thìn á là y như ông bà nói đó mấy em nghe. Ông nói hết Thìn rồi lập Nhân Hoàng hỏi ra thì hết Thìn thì tới Tỵ. Năm Tỵ là ông ba ông cho biết là Đinh Tỵ sấm nổ Thình Lình. Nhân dân sao chiếm nước mình có vua. Rồi còn ông nói câu khác hả? À, ông nói Đế Dương xuất thế là ngài dậu thân bình trị trong ngoài Âu Ca. Là tới ngày đó là thầy về, vua mình cũng về nữa mấy em. Về mấy em biết ở đâu? Tại Dầm Nao đó. Ông nói đó, ông nói là cái gì à, Mã Long ứng ngữ ra chầu Quan Thiên mà câu trên một sao cù đây? Lao chụp trước làm đầu. Cù Lao chụp trước làm đầu, Mã Long ứng ngữ ra chầu Quan Thiên là gì đó nữa, gì đó rồi bình địa hết trơn rồi á, thầy mới gom tín đồ thầy lại đem về núi rồi bắt đầu ở đây mới cho nước khác nó tràn lan là gì em biết sao? Nhất Thinh chụp hết Cù Lao rồi. Là một tiếng sấm nổ thôi là đền vàng mình lộ vẻ thành dữ ra nước khác nó mới tràn vô. Tràn vô nó quánh. Như như em á thì em quánh tôi rồi chú đó quánh chú này, quánh giết rồi thì tới chỗ thì không còn ai trên còn ngay vàng không bởi vì thấy nữa. Đánh đó là nước biển sôi luôn hả bà? Thì sôi luôn rồi còn nữa. Mặt nước biển lô nhô lặn hợp chim đu bơi cá lại trên mồi ngọn thủy chiều nô nước sụt sôi. Bầu trái đất một phen lưng chuyển rồi. Phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật đó. Bây giờ mấy em muốn làm con tiên cháu Phật ráng làm hiền làm lành, đừng gây việc gì hung ác hết, đừng gây việc gì để cho có tội hết nghe mấy em. Tội nhỏ đừng, ước nhỏ đừng bỏ mà tội nhỏ đừng làm. Ráng lo tu đi mấy anh em ơi, mình biết làm việc lành việc phải hết trơn, chẳng lẽ mình thua lời thú sao mấy em? Thú vật mà ta cải ác ta còn thành nó, người cứ làm lạnh vốn thì Phật nhi đi. Mấy em nên biết bữa đó tôi đi đâu đây nè mà nghe. Ngày qua tôi đi dạy chứ mà chị hai bà kêu ghé chơi, bà nói bà niệm Phật trong tâm không mà có ai biết được. Tôi nói ê chị nói chuyện gì không trúng rồi chị, nói sao không trúng. Con thú nó tu nó chỉ ngậm có cái cục đá mà em biết nó chung vô hang không ai bắt được. Mà Phật còn biết người ta tu đó, Phật nói thú vật kẻ ác còn thành đó, người cứ làm lành vốn thiệt Phật nhi. Mà con rắn nó tu nghe mấy trăm năm nó mới được thành cù, mà cù tu nữa mới thành gồng. Còn mình giờ con kiếp một rồi, kỳ xả tội rồi. Hồi đời xưa người ta tu ba mấy mấy chục năm, nghe nói ông Năm là tới ba bốn chục năm gì đó, bốn chục năm. Ông Năm đắc pháp nói tới bốn chục năm. Còn mình giờ còn mấy năm nữa mấy em, nó không phải chứ. Đành rằng mấy người tu lâu vậy người ta cũng được phước nghe mấy em, nhưng mà thua mấy em thì tu mau được lắm. Tại vì hồi xưa nó cạnh nó xa, thầy nói hồi cái 1939 tới bây giờ, mà bây giờ em thấy tới đích rồi còn gì nữa mà xa. Ráng giờ ăn tương cúng lại niệm Phật, mấy em ăn không nổi thì mấy em ăn 4 ngày đi rồi đặng lo. Bị gì chai 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, mình ăn cho cái tâm mình nó dịu đi. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tắc thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Thành thử ra mình ráng lo tu hiền cúng lại mấy anh em ơi. Tôi thì nó nghe tôi chỉ biết bao nhiêu đó à, rồi tôi khuyên anh em đi thẳng vào pháp môn tịnh độ đi, đừng có đi cái môn nào cho nó lòng vòng nó quanh co dữ lắm luôn. Tại vì hồi đời xưa đức thầy trồng cái cây có vài trái đó, đâu có nhiều đâu cưng, nhưng mà cái quả ngọt nó ít lắm. Nhưng mà thầy đi đến thẳng chỗ đó rồi thầy chỉ cái quả ngọt đó, mình đi ngay cái đường đó là mình lượm được cái quả ngọt đó. Còn hồi xưa đâu có ai chỉ đâu em, Thích Ca mất tiêu rồi lấy ai chỉ. Ngài đã viên tịch hồi cái năm á, ngài xuống dạy đời có 49 năm chứ nhiêu, mà ngài ra ngài dạy đời hai mấy tuổi nhiêu, mà bây giờ mất hết rồi lấy ai dạy. Bởi vì thầy mới nói mình đó anh em nghe,
thầy nói thầy lạc tớ không ai chỉ bảo như vịt con diều dắt nhờ gà. Thực ra mình giờ mình diều dắt nhau để mà tô điểm cái đạo của mình, đặng mà cho anh em tu cho nhiều chừng nào là tu mừng chừng ấy đó. Thiệt luôn. Dạ thì kính thưa bà Năm, thầy nói là cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, vậy thì chiều mai tức là khi nào Năm? Khi này chứ còn khi nào nữa kinh. Em thấy bây giờ khổ chưa? Mừng cũng khó ngang kinh, ăn cũng khó ngang cân, mà đau ốm chết chóc rất là nhiều ngang cân. Cưng thấy không? Nhóc hết chân thấy không? Khắp thế giới cửa nhà tan nát rồi cưng ơi, khổ lắm rồi. Thời không có còn cái khổ nào bằng cái khổ này, bởi vì thầy nói khổ với thảm ngày nay có mấy đâu, sợ mai sao dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện mới được tồn nghe mấy em. Bởi vì tôi khuyên anh em gắng lo tu, gắng lo làm lành làm phước đi, đặng nữa mình còn sống sót để coi đời với người ta, rồi về dự hội long qua. Tới chừng gì đó rồi đó ha, thiếu chi kẻ dọn người bưng, chừng ông về tới là mặt dưng không còn nữa. Mà nó nghe tôi nói được chứ tôi không biết mặt dưng là đâu. Về đây ở không biết dưng đâu, có thằng con nó chở một lần được tới Dàm Nao. Tới Dàm Nao rồi em biết hả, tôi đứng trên cái mái cái mé sông cái theo, mà tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật 3 tiếng, xin ngài độ hộ cho tất cả cô bác anh em ta được mạnh lành để gì ta tu chứ. Chớ để mấy ông không độ người ta rồi nữa, mấy ông ăn thịt ta mấy ông tội đó. Rồi em biết tôi giấy rồi một cái ha. Cái mùi thơm nó bay cái lỗ mũi tôi, nó thiệt mấy anh em thật khở luôn. Thật khở luôn. Mà tôi không biết mấy ổng ở dưới nha. Nó ngay cũng có người ta hỏi, dạ thưa thầy, chuyện bên thầy đó. Ta hỏi chứ dạ ổng ở dưới ruộng ngợp rồi chết rồi, lấy ai đâu ăn thịt. Rồi cái thầy nói tại mấy người không biết thôi, chứ người ta ở dưới người ta để xác ta đó, chứ cái hồn ta ở dinh thự không, chứ không có ở như mình mà tính kiểu ở dưới đất dưới nước đâu. Mà cái vụ này cũng là trời khiến mấy anh em ơi. Hồi đó ông Đình Tây được Đức Phật thầy Tây An sai đi á, rồi sơ đẻ cho người ta rồi đem về Phật thầy Tây An bị giết, mà mấy ổng đâu, ổng không có chịu giết. Ổng nói quá đẹp rồi, ổng không có cho giết rồi ổng đem về ổng nuôi, mà anh em biết không? Ổng nuôi mau lớn quá mau rồi ta đứt dây người ta đi mất tiêu. Thì những thầy nói là những việc ly kỳ đây xảy ra chưa? Chưa là với kẻ chẳng ngơ gì thì ly kỳ chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Dạ, thì đó thì bây giờ là những việc ly kỳ bây giờ em thấy là tự nhiên ta nổi cái thiền. Rồi tự nhiên nghe nói là cái gì nó con rồng bay ở đâu bữa đó ai nói nè. Có không? Có luôn ha. Những việc ly kỳ nay có hay chưa? Chưa đâu cưng. Cưng còn nghe lên núi còn nghe chuyện nữa kìa, tôi mới nghe mà hồ chưa chắc ăn. Trên núi có nữa, trên núi bây giờ lộ ra nữa kìa. Gắng lo tu đi. Trời ơi, bây giờ em giờ em thấy chớp em trông đợi chết tới đó em thấy tặng tường liền. Phật cũng nói người nay mà dạng thảo ngay người thì là thấy tặng mặt mày người xưa. Mà người xưa người ta về nghe em, người ta cởi mây cởi gió người ta về đó, Đức Cố về luôn đó. Đức Cố về luôn, ông ba về luôn. Ông ba về là ở Kiến An là chép đạo, còn Đức Cố là về là tại Dàm Nao đó. Về chung với thầy đó, bởi vì ông ba nói à, cám thương Chúa trẻ tôi già à, quả lai tài tận ông bà xin thương. Mà trong số anh em mình con coi chừng còn có nữa, tại vì ông nói là lập cho rồi tam thập lục nhân, lôi âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Em chờ đi, chừng nào tới đó là biết hiểm nghèo liền hả cưng ơi. Cát bay đá chạy nha, đến đâu đá nổ xuống chai, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Nổ nữa đó cho cưng biết. Cố định tâm khởi lỗi vào thân, long qua có thánh có thần, có tiên có Phật, cõi trần xét xem dù thế nào chớ quên sáu chữ, thấy không? Tâm hiệp thành trì định an khang, lực chiều quê mất lớp này lớp kia, tam tòa tam giáo chờ ngài xét xử, chim rừng bay lượn ba dòng,
cú kêu ba tiếng, chó tru ba lần. Lời này ở chính cung trời, rớt rơi xuống thế báo thời tinh hung. Chùa chiều, chiều chùa chiền, nay sắp hết mà, ráng nhìn bổn đạo từ xa đến gần. Nạn tai chết bãi còn ba, thấy không cưng, thấy chưa? Nạn tai chết bãi còn ba, nạn tai chết bãi còn ba, coi chừng bổn đạo của ta hại mình, thấy không? Đó, bổn đạo của ta hại mình. Lầu đài không khéo chú tinh, xét soi tường tận tờ đừng tin. Dội người chính bay chim bay, về núi tối rồi đừng mê chơi nữa, bỏ thời tổ xưa. Thấy không cưng, thấy chưa? Đừng mê theo đạo nè. Dạ dạ, thì bà hai, thì gần đây nó xuất hiện một cái điểm lạ, đó chính là lúc bây giờ thì mỏ cát sẽ hướng thẳng về xuống cái chợ nhà bà, tức là cái đường đi lên đó. Mà gần đây thì nó lại xoay chuyển về cái hướng núi Cống. Vậy thì có khi nào là mỏ cát hướng về núi Cống là núi sẽ nổ trong đây mai không nè? Ta cho mày biết núi nổ nè. Nó thầy nói đó cưng, nghe không? Nha, em hỏi chị mới nói, thầy nói hết thình rồi lập nhân hoàng hậu gia, thì hết thình thì tới tỷ chứ gì. Tỷ là ông ba mới rõ ràng, đinh tỷ sấm nổ thình lình, nhân dân sao xíu nước mình có vua. Em kể từ đây tới năm tỷ bao năm nữa? Bao năm nữa? Trời ơi, còn hai năm mấy nữa. Còn hai năm mấy nữa tới đó. Sắp nổ. Nhất kinh chụp hết cù lao nha. Bởi vì thầy biểu mình gán mà học kinh học giả, ông ba ông nói ha. Một tiếng nhất kinh thôi là giảng kinh tiêu hết. Tiêu hết trơn, bị gì? Em biết màn trời chiếu đất mà thầy nói là bầu trái đất một phen lưng chuyển, phải chuyển xây trái đất một bầu, tất nhiên sấm nổ là sụp trơn luôn, úp lại một cái thành biển nha cưng. Bởi vì ông nói mắt nhìn xem là cảnh hồng trần tợ biển mênh mông, mới là sợ chết ước mong. Nhà này không còn đâu cưng, đất này không còn đâu cưng, chùa chiền không còn đâu cưng, sụp một cái ớt rồi chỉ nó thiệt. Em ổng nói chừng nào mà con rồng mà chưa đâu nghe, còn chẳng đến, còn chẳng là ông ba ổng nói thần thời mắt chẳng đại phong, đông tây nam bắc đại đồng lấp thay nữa cưng ơi. Ồ, đại đồng lấp thay luôn nha. Ừ, phần phò thời mắc trận đại phong là cái trận gió này nó thiệt với em ha, cát còn bay đá còn chạy kìa, đừng nói cái nhà này còn quá thiệt cưng á. Lúc đó cái người tu sao hết bà, người tu còn không? Cái lúc mà đông tây nam bắc đại đồng lấp thay đó là chị không biết, bị gì không cho biết năm. Còn cái ngày sấm nổ đó là mấy em nên nhớ kỹ, mình làm y theo lời Phật dạy đi cưng, sớm tối đi nằm y chánh pháp, thầy nguyện dắt đến cảnh Long Hoa. Đến cái ngày sấm nổ là trên thinh không ta ra ba ngày bao đêm, người tu mới nghe được nghe, chứ người đời không bao đời nghe được. Rồi nghe rồi người ta mới cho mình đi, thầy mới cho người tìm đến rồi dắt mình đi về chỗ nào đó cho mình ở, ăn nơi ăn chỗ rồi mới nổi. Mới nổ, nổ rồi là năm nước nó qua liền nghe, qua liền năm nước, chật đường qua lộ dân giáo, máu tràn thành sông. Ráng tu đi anh em ơi, đặng nữa còn sống để mà vui vầy tại hội Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân mà anh em nên biết. Nó ngày tu cũng có coi kính có coi dạ. Bữa nay nói cho anh em nghe luôn thế. Long Hoa nữa tại chùa thầy mình. Dạ, đang ngồi tử nhé. Ừ, tại không ở chùa trong 12/8, chùa nhà bạn. Long Hoa đại hội nhà bà, thương tha những kẻ bảo tàng còn chi gì đó. Gì đó. Tôi chú cùng nhau học gì đó ha. Gì đó. Bây giờ ông Phật nói bây giờ kẻ sở người tài chứ hiền lương đến hậu cũng kể nhau. Còn qua dân hai hội chúa tôi vui vậy là hội Long Dân là ở núi Cấm. Núi Cấm. Bị gì thầy nói đó, thầy nói các nơi tiên trưởng đâu đâu, lư bồng hội hiệp đồng chầu thánh dương, đưa ngài lên ngôi đó. Mà mình cũng có đó nữa, chọn người của Phật mến thương đặng giao mối nước cho Dương Minh Hoàng, mình về đó nữa đó anh. Gán tu đi cưng ơi, gán nghe lời chị đi, về công phu bái sám cho nhiều,
rồi anh em đi gì tung lên, vớt được người nào mừng người nấy, một người đắc đạo thôi. Củ quyền tả thần đó nghe cơ, nhất nhân đắc đạo củ quyền thân. Thầy biểu mình gắng tu đắc đạo cứu củ quyền, rồi thầy biểu mình ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Anh em nên nhớ kỹ, tu lâu mà chẳng tù lao thua người, mới sớm ta bước vào ta siêng năng sao tạo ơi, người ta vô người ta niệm được rồi mấy anh em ơi, niệm được rồi tu nó thiệt, mấy anh em mê dữ lắm luôn, không có cái mê nào bằng. Vì mình vô được á, cái tâm mình tự nhiên nó phát ra sáu chữ Di Đà, lỗ tai nghe gành gạnh, con mắt em không buồn ngủ mà xương sống em không mỏi, không tê giò mà không mất đái luôn, tôi nói thiệt á. Dạ. Thì kính thưa bà Hai, thầy nói là mai sau gục năm non mình có cắt đài, mà theo đại nhìn thấy giờ chỉ là gần lâm cây đá này kia, thấy cây đá không mà nó có đài cắt trong đó mà. Em không nghe thầy nói hả? Gần lâm cây đá thấy ngày nay mà gục trong gục á, trong gục năm non có cát đài chờ đợi con hiền nôi tục cổ, đến thời thượng cổ đủ hòa mai. Mà em có nghe cái ông ấy ổng đi gục năm non không, kêu ông gì nè, ổng đi gục năm non gì ổng kể lại đó. Rồi ông bắt Vật Lan ổng mới nói, tôi nói ngay tôi coi lâu quá rồi tôi cũng thuộc được một hai câu rồi, chứ ổng ta ổng nói tới 8 câu lận. Ổng nói là cái gì, bắt vật thấy tận tường chớ chẳng sai nè, rồi ông nói câu trên sao mà ông nói rồi tóm để đi mà hay đại ông bắt vật lại nói ý gì thì ông nói là cái gục năm non có các đài đó, ông nói là cái gì mà ông nói Lan thấy tận tường chớ phải không, nhưng mà tôi thuộc được cái câu đó, còn hai câu kia nữa mà tới 8 câu lận. Ông lên khỏi gục năm non rồi ông để ở trên cái tảng đá ông biên đó, ông biên lại chữ đó Lan thấy tận tường chớ phải không, mấy câu trên quên nó 8 câu lận, nó ngày đồng đạo cho tôi mượn tôi đọc. Cái thời điểm này thấy đang sàn lọc không thấy bà hiện thời đại này còn các chư Phật từ đây lựa tiễn, lựa còn tiễn nữa nghe, coi ai là đức hạnh hiền từ. Rồi ổng nói sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời, mình cán coi lo cần niệm Phật, đừng có nói chuyện đông tây nam bắc gì cho nghe, thời đại này nói không có hết đâu, cứ lo niệm Phật cúng lại đi. Em đi đâu em quên thôi ha, em nhớ em Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Mấy em thấy không, chữ thề á, người ta đâu có chữ trong bụng đâu mà ông Phật cũng còn chê đó. Ông nói mở miệng ra chữ thề, tôi xin việc ấy tội thời thậm đa, chữ thề đéo mẹ đéo cha, niệm Phật không dám mà tội sai dinh đình. Mà tôi đọc câu văn này để nhắc nhở anh em mình rằng niệm Phật ngoài miệng cũng được, trong bụng cũng được, mà yêu cầu anh em niệm được trong tâm, vì thầy nói dám tu đem được Phật vào trong tâm, mà anh em đem được vô tâm rồi tự nhiên cái tâm nó phát cho anh em, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, rồi được tâm phát bồ đề vững chặt. Hay lắm anh em ơi, sáu chữ Di Đà này mà anh em thuộc được rồi, nó thiệt anh em vàng rồng không đổi. Đức Thích Ca ngài còn bỏ hết đền đài Thái Tử ngôi, còn bỏ dốc Ngọc Đông Cung Phế tước liền. Thì bây giờ đang sàng lọc, như là mình mới có tu vậy là mình còn kịp không mấy bạn? Là... đã chưa có sấm nổ sao không kịp cưng? Yeah. Chưa sấm nổ là còn kịp, bởi vì thầy nói đến chừng sấm nổ gian tinh e bá tánh ăn năn đã muộn, còn bây giờ mình chưa sấm nổ thì vẫn còn kịp. Em ơi nói chứ tu nhất kiếp ngộ Phật nhất thời sao em? Trời ơi, tu lâu mà chẳng chùi lao thua người, mới sớm bước vào siêng năng sao? Mấy em mà siêng năng qua mặt tôi luôn đó. Qua mặt tôi nhớ trở lại đi dắt tôi với. Đỡ hai con rồi lưng. Đỡ tới năm thìn tu luôn được không bà? Sao được? Năm thìn sấm nổ rồi sao anh tu? Đợi chừng sấm nổ văn tin nghe bá tánh ăn năn đã muộn rồi. Dạ. Không kịp. Thầy nói nó. Dạ. Vậy thì Đức Phật Di Lặc tới ra đợi chưa bà ha? Ngài ở đâu cũng có hết, nhưng mà ngài chưa xuống, ngài đợi chừng nào mà đưa ông vua lên ngôi ngài xuống. Tới đó cưng về đó cưng sẽ thấy hết. Tất cả mọi người, người thân, người Phật, người gì cũng xưa tới đó hết. Tại vì thầy nói mà, các nơi tiên trưởng đâu đâu lư bồng hội hiệp đồng chầu thánh dương về đó hết, cơm về đó. Rồi còn cho mình ăn một bữa cơm nữa chứ mày. Tiệc mà, buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo. Tràng pháo là ai biết bao nhiêu chiến tranh không? Buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo, khói mịt mù văng sát đầy đường. Cuộc đời nay như ngựa buôn cương rồi, khó dừng lại gió cu lập bập. Mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bơi cá lại chanh mồi, ngọn thủy chiều nô nước sụp sôi. Bầu trái đất một phen lưng chuyển, cưng ơi cưng đọc tới đó nó thiệt chứ cưng.
hết hàm bằng anh. Trải qua tràng pháo em biết bao nhiêu pháo không? Nữa sao á, em biết Ngũ Long công chúa người ta tài sức dữ lắm mà người ta kéo về ta đánh nước mình. Ngũ Long giao chiến nước nhà, tam thinh đồ trận ông bà xin thương đó nghe, cần ông ba nói tôi nói đó. Rồi bánh cho em coi, tanh bằng khói lửa, nhà cửa mày cháy trơn. Còn một chuyện nữa, ổng nói kể rồi cuộc loạn quân Tần, nói cho Tứ Thánh bắt dần hay không mà em biết quân Tần hả? Nó đi tới đâu hả? Nó giết mình tới đó mà nó đốt nhà không còn một manh mẹ đẻ luôn. Vì đâu bốc ngọn lửa Tần mà lòng tăng chỉ như dần nát tan. Tần nó dữ lắm cưng ơi, nó giết mình chết nhiều dữ lắm luôn. Mà sau này mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài mới xa. Hiểu rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu nghe mấy em. Dám làm việc lần việc phải cho khỏi có uổng cái kiếp người mình. Cha sanh mẹ đẻ ra em biết Ngọc Hoàng ngày đẻ mình ra ngày cũng trong mình tu chứ, đâu có trong mình làm hung dữ đâu. Cha lành tất cả bốn loài chúng sanh ta cũng trong mình tu gần chết luôn đó. Thầy dạy mình nó nghe ao sen báo Tây Phương đua nở. Trời chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ khiếp thần thâm, được tâm pháp bồ đề vững chấp giữ, đừng cho ma dương dẫn dắt. Thường nhớ câu đại lực đại hùng, em biết nhiều ma lắm nha cưng, không phải một mình đâu. Mấy em gì ma đâu có vô đâu, như chị gì nè vô nè. Khi bỏ ăn rồi đó em biết không, nó thèm đủ thứ hết trơn, nó thèm thứ dữ không, nó thèm muốn thiếu điều thục lữ vậy không có ngủ được luôn, thèm ăn đặng nó dục ma. Mà mình nhớ lời Phật dạy, thầy nói một đời một đạo đến ngày chung thân. Thường nhớ câu đại lực đại hùng dưới hai nữa em biết không, tuy là trời đất rộng thinh có thần xem xét phân minh cho người. Nếu em ăn rồi của thần ta biên rồi em chạy đường nào khỏi, dầu ai có dỗ dối đời trần gian không gõ Phật trời cũng hay. Ta biên hết trơn em ơi, không thế nào tránh khỏi đâu. Ráng tu cho thiệt tâm nghe mấy em, tu thiệt tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì lý. Ông Phật ổng biểu mình đó nha, tu đâu phải tốn tiền ngàn ngày sau hưởng đặng tòa vàng quốc dương, tu đâu phải tốn tiền xu ngày sau thoát khỏi ao tù thế gian. Trời ơi em tu rồi Đức Vua mời cái Vinh Chúa mời cái mừng muốn chết luôn, đặng mình nói cho tôi sống lại cõi nào đó tôi nữa. Chứ nói ngay cái thời đại này khi lập lại đời Thượng Quân Thánh Đức là cõi mình không còn nữa, đất không còn luôn, nhà không còn luôn, chùa chiền phố lầu gì tiêu hết trơn. Sài Gòn tiêu trước, Sài Gòn tiêu trước, bị ở mãi người ta không có tu. Tôi nói thiệt chứ mấy anh em nói không phải mình định theo mình chứ, không có xứ Việt Nam mình không có chỗ nào tu bằng Quảo, nói thiệt luôn. Ông cuốn Cơ Lực Thiên Hoàng này ông nói là chỗ Hòa Hảo này sau này á, là lập đời trở lại 10 phần còn sống được 3 phần, còn các chỗ khác có 1 phần 1 phần 1 phần thôi. Bởi vì người ta tu không có chính cưng ơi, người ta theo ông lên bà xuống mấy chỗ. Hiện giờ con đi qua Hòa Hảo sống được, mày đi đâu mày sống được? Bây giờ cưng biết người ta làm phước dữ lắm luôn, làm phước mạnh lắm. Bây giờ em biết hả, em tu mà thiệt tâm em ở ngon lành, ta cấp gạo cho em ăn hàng tháng luôn. Bây giờ mà nói mà tu gấp gấp là suốt ngày mình niệm Phật hay là tu sao mới gọi là gấp gấp các bạn? Thì em suốt ngày em lo em niệm Phật, em lo cúng lại, lo làm việc lành việc phải, đó là mình tu gấp rồi đó cưng. Tại vì hồi đời xưa Đức Phật tại Tây An dạy Đức Cố, biểu Đức Cố phải tu gấp, và Đức Cố nói con xá hết gia tài rồi, Đức tu sao gấp nữa. Phật rồi cái Phật mới nói cưng về cưng gán xả hết gia tài để lo tu gấp. Thì tình ổng về nó cưng ổng cho hết trơn gia tài luôn, rồi đi qua cất kế nhà của Đức Phật thầy Tây An tu đó. Vậy mà sau này Đức Phật thầy Tây An thử mà nói chú xã ơi, không phải niệm Phật như ăn bánh đâu nghe chú xã, gán lo tu để không thôi không kịp nữa. Rồi bà cố mới nói dạ con gán nghe lời Phật, con tu dữ lắm Phật, gán lo tu lắm. Mà tôi biết người ta là hy sinh theo đạo cho hết gia tài em dám không? Rồi người ta hy sinh theo quánh giặc, quánh tới 31 trận đủ giặc pháp đó. Mà bây giờ cái người cư sĩ tại gia nó còn vợ còn con mà làm như vậy sao được mà? Sao không được, em làm sao cũng được. Bây giờ bố thí tài sản hết rồi sao lo vợ con được? Em đâu có bố thí tài sản hết được, mình giờ còn là cư sĩ tại gia, nếu em bố thí hết lấy gì ăn? Phải chia ra chứ.
chia, chia phân nửa 5 năm. Rồi bây giờ mình lo mình bố thí hết thì mình cũng phải ở nhà đặng mình mần mình nuôi người ta để trả nợ. Trả nợ rồi em lo em tu hiền cúng lại niệm Phật. Em ơi không có cái gì mà em đem theo được, chỉ có 6 chữ Di Đà em đem theo được, phước đức đem theo được. Thầy nói phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Còn nói ghét những kẻ có ăn bỏng sẻn, thương những người đối gách lương hiền. Mấy em mà ở thế gian mà mấy em làm việc lành việc phải, ông Phật ổng không có nợ việc đâu đó nghe. Ổng nói đời làm phải chờ Phật phải nương tì đó. Thôi con của Phật mà nó đâu dám em ơi. Thú dữ còn gặp mình còn sợ luôn. Em thấy hồi đời xưa đó em, để tôi kể một chuyện này em nghe. Khi mà Đức Cố mà đi đầu quân dẹp giặc rồi đó thì Đức Phật Thầy Tây An mất rồi. Cậu Hai Lãnh là em sao với Đức Cố đó không biết. Nhưng mà tới cái ngày mà cậu quánh mấy trận giặc rồi đó em. Rồi mà ngày đó cậu thất lạc đi. Cậu thất lạc rồi Đức Cố tìm dữ lắm mà không ra. Một sáng gần trời anh em thất lạc. Rồi khi mà cậu Hai Đức Cố đã bị quánh tại trận Bảy Thưa đó là bị bắt rồi đó. Rồi là ông ấy ở xuống thiền, ông vượt lục bình, dạch lục bình đặng mà đi trốn. Bác ở sao nó đuổi tới rồi. Rồi cái không có được, cái ông Năm Chèo nổi lên, ông tiếp khúc rồi tới chừng khúc còn khúc nữa thì đã qua khỏi đám lục bình đó rồi, là pháp nó kẹt lục bình đó rồi. Nhưng mà ở sao nó bắn tới như mưa cưng ơi, nó bắn như mưa vậy. Tại vì vũ khí tối tân nó nhiều hơn mình không có. Rồi thành thử ra Đức Cố mới biểu anh em đồng đạo về đi, tôi không có trở lại được nữa rồi. Cái đồng đạo không chịu về, nói bây giờ Đức Cố ở đâu, con đó Đức Cố chết con chết. Cái bắt đầu ông Cọp ông nổi lên, ông làm một cái hầm, một cái là mấy người đó xỉu chân. Rồi ông Cọp cổng Đức Cố đi mất tiêu tới giờ này. Vậy mà sau đó là Đức Phật Thầy, Đức Thầy dắt Đức Ông đi là còn gặp Đức Cố đi em thấy không. Sau này Đức Cố về nữa đó mấy nhà. Bởi vì ổng đã hy sinh vì nước, điểm thứ nhất. Thứ nhì, hy sinh vì đạo. Em thấy có ai hy sinh tới hai cái, một cái mình làm còn không nổi nữa. Đừng nói chi tới hai cái. Vậy thì cái việc thiên cơ đó là nó biến chuyển gấp lắm hay là mà đây tới năm tí là quyết định là trong năm tí luôn ha. Đúng 5 năm lục hoạt cơ thử luôn ha. Thì cái năm tí kéo dài tới năm nay là 3 năm mà đó, tương còn 2 năm 6 tháng rồi. Hai năm sáu tháng chắc ăn là hai năm sáu tháng là lập đợi. Tao bảo đảm mày đó. Bây giờ lỡ mấy em có đi báo cáo công an ở tù chị cũng đi luôn thiệt. Tại vì đã thầy nói nè, từ tí chí hợi biết đâu mai chiều. Mà trong khi đó là em biết hả, tôi chưa có tới thôi em, mà tôi nằm ba tôi thấy Đức Cố rõ ràng. Đức Cố gì nói chuyện tôi nè. Lúc đó tôi cái nhà tôi ở dưới kia kìa, có cái chòi nhỏ xíu à, nói với tôi ngồi trên cái bàn tròn gì mà có hai cái tô, mà hai cái tô trong đó không có cái miếng dặn trong đó chứ. Mà Đức Cố nói đâu còn đếm coi đây tới năm tí bao nhiêu năm. Rồi tôi nói giáp tí chưa có bao nhiêu, qua năm mắt sủ mới bệnh đa đói nhiều bính dần, sao lại tiêu điều muôn ngàn thiên hạ nhiều điều thông don. Nhưng mà tôi con không biết tí nào á thật. Rồi cái ổng mới nói thì mày đếm đây tới năm tí nhiêu thì tùy tôi đếm là 5 năm. Thì cái năm tí em thấy chết à. Anh thù ô người ta mình mà nó làm như ớt vậy. Nó thấy vô trong xe đó. Thấy xe đem nó lên đài đó. Thù ô người ta mình, bởi vì ông Phật nó chết chẳng đặng bó bì. Cậu cô chú bác không có ngừng nào để tan. Ông ba nói thay chết chẳng đặng bó bì. Cậu cô chú bác cô gì không có để tan, thiệt tình đi gian đó tôi. Rồi thì là cuối kính chúc bà hai nhiều sức khỏe và tinh tấn hơn trên đường giải thoát để chia sẻ cho bà con được biết ha. Dạ Nam Mô Phật, xin cảm ơn bà hai rất nhiều ạ. Chị cũng chúc mấy em về gắng cúng lại niệm Phật để đạt được mục đích để mình nữa về gặp thầy tổ. Dạ Nam Mô Phật, xin cảm ơn.